trước tiên để mà được đi tham quan cái tượng Nữ Thần Tự Do thì chúng ta có thể đặt trước mua cái vé, và đặc biệt lưu ý là nó chỉ có cái vé từ buổi sáng cho đến lúc 3 giờ mãi thôi, chỉ đang đi tại chuyến cuối cùng. Tại vì mấy bữa giờ đi họp thành ra là hôm nay chuyến cuối cùng, thì mình mua xong cái vé mình đi vô cái nhà các bạn cũng còn đi ra phía ngoài này, ra phía ngoài này xong mình vô cái khu này nó gọi là security. Đó, thì lưu ý nếu mà chúng ta có túi gì đó thì không có được nha. Xong rồi mới giờ là mình phải bỏ vô cái security thì bỏ phone, bỏ điện thoại, bỏ belt, bỏ everything trong túi ra đó. Đó thì giờ mình đứng ngay cái đứng ngay cái chỗ này, cái ferry bắt đầu sẽ đi đi cái ferry. Nó thì bên này cũng nhìn thấy cái ma thanh này. Xong rồi ra đây là mọi người đang đứng đợi này. Tất cả mọi người hàng triệu, thậm chí có thể nói là hàng tỷ người trên thế giới mong muốn là có dịp để tham quan. Ở trường đây thì chúng ta có thể thấy xa xa bên kia là thì cái ferry nó sẽ đi vòng vòng vào phía bên đó. Đó là lưu ý là khi đi đến đây thì đặt, nó có đặt vé trước xong mình có thể in cái vé trước ở nhà. Nhưng mà đi du lịch thường thường chúng ta không có máy in, thành ra chúng ta phải đặt vé trước để đợi xếp hàng thôi. Và ra đây người ta sẽ in cho mình cái vé tới trước giờ chút xíu. Đi tới đây thì mặc dù khách sạn của chỉ gần ở đây nhưng mà đi bộ qua không được, thành ra đi Uber nó phải đi vòng qua cái highway ở ngoài. Kia có những chiếc tàu đâu đó.
hơn với cái biểu tượng tự do. Cái này không những là biểu tượng tự do của nước Mỹ mà gần như là biểu tượng tự do của thế giới. Nhưng mà trước khi đến biểu tượng tự do thì hình như là cái tour chúng ta có ghé thêm một cái địa danh nữa là cái hòn đảo gì ở đây nè. Là bây giờ hình như mình vô đây trước. Trên cái con đường mà đi tìm hành trình tự do thì chúng ta không quên hơn cũng như là những cái kỷ niệm của những người đi trước, thành ra chính vì ở đó mà Mỹ họ làm ra một cái đảo cái bên Ellis Island đó, thì nó gọi là National Museum of Immigration. Những cái biểu tượng, những cái gì mà liên quan tới những người mà đầu tiên đến nước Mỹ ghi lại rất là lịch sử của nước Mỹ như thế nào, chúng ta sẽ đi tham quan cái này đó. Cái dấu mốc mà để chứng nhận là công dân Hoa Kỳ. Sau khi mình tham quan cái khu bảo tàng của di dân như là của nước Mỹ xong, thì họ sẽ có tàu cập bến tiếp để đưa chúng ta lên cái biểu tượng. Còn ai muốn đi từ đây về New York thì ta đi vào cái hướng bên kia và nó có cái tàu khác. Trí Ngô là một chuyên gia về Medicare, đấy là Medicare Benefit Specialist, để có thể giúp cho những quý vị lớn tuổi khi mà chúng ta đến 65 tuổi đó, thì được cái quyền lợi về bảo hiểm phần A, phần B, phần C, phần D là gì đại khái vậy đó. Và không phải là chỉ có vậy là xong đâu, đó là có vậy rồi, nhưng mà mình biết đó là mình phải chọn cái plan nào. Chính phủ chỉ gửi cái thẻ Medicare vậy thôi, nhưng mà chúng ta phải biết chọn cái loại nào đó để mà có thể giúp cho chúng ta yên tâm, không có lo về phần tài chính lúc về lớn tuổi này. Tại lúc đó có khi có nhiều người là không có income nhiều nữa, thì nó phải lo được cho cuộc sống lúc về già, con cháu không cần phải lo đó. Thì cái đó thì chỉ Ngô là một người Việt chuyên lo về Medicare, có thể giúp cho
các chú, các bác, các cô lớn tuổi chọn một cái plan phù hợp. Thành ra nếu mà ai mà cần về Medicare, đặc biệt là cái mùa tháng 10, tháng 12 thì có thể liên lạc Trí Ngô. Trí Ngô MBA số điện thoại là 832-403-8358 nhé. Đây thì đây là mình lên cái cruise cuối cùng của hôm nay. Tại vì khoảng 6 giờ mấy rồi mình cũng mãi mê quay cho mọi người xem, để cho quý vị có thể có cơ hội tìm hiểu biết thêm về nước Mỹ. Thì ở đây họ sẽ đang thay theo một cái biểu tượng ngọn đuốc tự do của nước Mỹ nữa. Thì họ cho mọi người có đóng góp tiền thì họ có ghi nhận lại công đóng góp để làm được cái đó. Chuyến cuối rồi. Mình có một cái hay là mặc dù những chỗ tham quan là rất đông nữa, toilet rất là lịch sự,